Rồi, ok, xin chào tất cả anh em làm bên vận đại khách hàng shop Trường Hải PTV. Và đầu tiên cho shop xin được gửi lời chúc xin chào toàn thể đến anh em để gọi anh em được sức khỏe để theo đuổi niềm đam mê của mình. Thì hôm nay bên shop cũng muốn review cho anh em năm cái mẫu kính ngắm đấy, từ cấu hình thấp đến cấu hình cao, cấu hình tập trung cho đến cấu hình tầm cao anh em nhé. Đấy, từ cấu hình thường cho đến cấu hình chống rung chống giật đấy. Thì năm cái mẫu kính này nó có năm cái hình dáng cũng khác nhau và năm cái thương hiệu, bốn thương hiệu là khác nhau anh em nhé. Đấy, thì vào video thì cho shop chia sẻ một chút về cái cách thức mua bán ở bên shop. Thì anh em ưng mẫu súng nào thì anh em có điện mẫu xin lỗi anh em ưng cái mẫu kính nào thì anh em có điện đến ba số điện thoại ở trên góc màn hình kia để shop đã để rồi, shop Trường Hải kia để shop tư vấn cho anh em để anh em chơi làm sao cho nó có cái kính làm sao cho phù hợp nhất. Đấy, ví dụ như là anh em chơi gần chơi xa hoặc muốn chơi xa nữa thì nó có nhiều cái mẫu kính khác nhau. Đấy, thì không còn mất thời giờ anh em nữa. Và đầu tiên là anh em xem video là em sẽ báo giá trước khi giới thiệu sản phẩm. Anh em nào mà cảm thấy ok giá thì em xem hết video. Anh em nào không thấy ok thì anh em có thể thoát ra ngoài. Anh em nhé. Đấy. Thì đầu tiên là shop muốn giới thiệu cho anh em cái mẫu kính đây. Anh em nhìn thấy trước mắt đây. Đấy, nó có thương hiệu là Discovery anh em nhé. Đấy, có thương hiệu Discovery. Đấy. Thông số của nó là 3-9-40. Cái mẫu kính này thì bên shop đang bán với giá là 750.000 đồng bao ship cho anh em. Đấy. Anh em nhận hàng, ví dụ như anh em đặt hàng, em có thể là nhận hàng và đồng kiểm anh em nhé. Đồng kiểm đúng thương hiệu này, đúng sản phẩm này thì anh em trả tiền cho shipper là ok. Đấy, thì mẫu kính này là được mang thương hiệu là Discovery thì cũng không có gì khác biệt cả, vẫn có chỉnh sang trái sang phải, nút chỉnh lên xuống anh em nhé. Đây anh em có thể là tháo ra. Đấy, tháo nút chỉnh xuống ra. Đấy, hai nút này giống nhau anh em, anh em có thể chỉnh trong này. Đấy, lên xuống này và nút bên cạnh này nó sang phải nó cũng giống y nhau anh em nhé, cũng không khác biệt gì cả. Đấy, chỉnh xong anh em lại khóa tâm, anh em lại bạn tôi vào là ok anh em nhé. Đấy, bên trái thì có vỉ gai kẹo cho anh em chơi đây. Đấy, đấy, thương hiệu là Discovery VTR, thông số là 3-9-40 OAC anh em nhé. Đấy, con này là tâm dây anh em nhé. Đây anh em bắt tâm cho anh em để anh em xem được nó là tâm dây anh em nhé. Đây mình sẽ để một cái để nhìn cho anh em nhìn cho rõ tâm anh em nhé. Đâu nhỉ, chạy đâu đấy, anh nhìn rõ chưa? Đấy, tâm dây đúng không ạ? Đấy rồi, ok. Đấy, con này thì độ zoom nó từ 1 đến 9 anh em nhé. Đấy, anh em nhìn thấy đây, đây độ zoom này. Đấy, còn đây là viễn thị này. Đấy, anh em xoáy nó mắc trên này, đây này viễn thị này. Đấy, có thể xoáy ra thế vào. Đây, độ zoom của nó lên tới 9 lần anh em nhé. Có vỉ gai kẹo cũng nên chỉnh lên xuống. Đấy, có nắp đậy an toàn, có hai nắp anh em nhé. Đây có một nắp nữa là đậy vào đây. Đấy, thì cái súng này cây kính này bên shop đang bán với giá là 750.000. Đấy, đây là anh em có ưng cây nào, anh ưng cây kính nào thì anh em cứ điện đến ba số điện thoại kia. Đấy, 750.000 mã Discovery 3-9 anh em nhé. Đấy, đi tiếp mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai thì vẫn là mang thương hiệu đích của Discovery anh em nhé, nhưng mà bản này là bản nâng cấp. Đấy, thì nó có thông số là vẫn là VTR nhưng nâng cấp là 3-12-42 AOAC. Con này thì có vỉ gai kẹo này. Đấy, có đèn hồng tâm xanh đỏ để cho anh em đi săn bắn ban đêm này, và vẫn có chỉnh nút chỉnh sang trái sang phải lên xuống anh em nhé. Đấy, thì độ zoom của con này thì nó đây là dòng này thì nó có thêm độ bắt nét nữa. Đấy, anh em có thể là anh em lấy nét đây nhé. Đây là cái đầu lấy nét này cho anh em này. Anh em có thể là bắn bao nhiêu mét, khoảng cách bao nhiêu thì anh em để bấy nhiêu. Đấy, anh em nhé. Đấy, anh em làm bao nhiêu thì anh em để bấy nhiêu. Đấy, thì có thể là bây giờ anh em để 30 mét, 50 mét hoặc là 100 mét, 200 mét để tùy thích anh cho anh em. Nhưng mà những con này thì độ zoom của nó lên tới 12 lần cơ anh nhé, chứ không phải là 9 lần như con kia nữa. Đấy, anh em nhìn rõ đấy, để zoom 12 lần. Và con này cũng là dòng này vẫn là dòng tâm dây anh em nhé. Đấy, dòng này tâm dây và có đèn hồng tâm xanh đỏ bán ban đêm. Đây mình sẽ quay trực tiếp cái tâm để cho anh em bắt nét. Đấy, cái tâm của nó tâm dây. Đấy, có hồng tâm xanh đỏ anh em nhé, anh em nhìn rõ chưa? Đấy, tâm dây có hồng tâm xanh đỏ. Đấy, rất chi là rõ rõ ràng đúng không ạ? Đấy, mình sẽ tắt đi. Đấy, có thể là
anh em vặn thích xanh thì xanh, thích đỏ thì đỏ đấy, tùy ý anh nha. Xanh thì ban ngày mà đỏ ban đêm đấy, anh em đây tâm ban đêm đây đấy. Rồi ok, thì cái mẫu kính này bên số đang bán cho anh em là 950.000 anh em nhé, 950.000 bao ship cho anh em đây, không thể đây. Rồi ok, vẫn là có lắp đậy anh em nhé, dòng Discovery nó có lắp đậy như này. Đấy, bên ngoài bên đầu kính này là vẫn có cái nút chỉnh mắt anh em nào mà viễn thị thì anh em sẽ chỉnh ở cái góc bên này anh em nhé, xoáy. Đấy. Tất cả những dòng kính Discovery thì cho anh em là con này nó có cả thêm bóng chống lóa nhé. Đấy, anh em nào mà bắn ánh nắng mạnh thì anh em sẽ lắp cái bóng chống lóa vào để cho nó triệt tiêu ánh sáng anh em nhé, để anh em bắn nó đi săn cho được ok hơn. Đấy là cây thứ hai. Đấy. Rồi ok, xin anh em đến cây thứ ba. Cây thứ ba thì bên mình là có dòng kính TK Spotter anh em nhé. Đấy, TK Spotter này thì thông số của con này thì cực cao, anh em nhìn rõ trước mắt đây. Đấy, có thông số là 4-16-44. 4-16-44 đúng không? Đấy. AOE, HK. Thì con này nó là một cái dòng kính, nói chung là trên thị trường hiện tại là bây giờ đang bán rất là chạy ở trên thị trường. Đấy. Thân kính 325 anh em nhé, vẫn là có đèn hồng tâm xanh đỏ anh em bắn ra đêm này. Đấy, tí mình sẽ bật đèn hồng tâm cho, vẫn là nút chỉnh lên xuống này, nút hãm hãm này, nó rất chìm mượt mà lên xuống đúng không anh em. Đấy, độ vẫn có bắt nét để cho anh em. Đấy, bắt nét như mình đã giới thiệu rồi, anh em bắn độ khoảng 75m, mình để 75m thì anh bắt nét. Đấy, vẫn có là con này zoom lên tới 16 lần anh em nhé, chứ không phải 12 hoặc 14 nữa. Đấy, con này zoom lên tới 16 lần. Đấy, thì dòng này thì đây vẫn là tâm dây để cho anh em, mình sẽ bật đèn hồng tâm lên và soi tâm cho anh em được rõ hơn. Đấy, đấy, nó vẫn là tâm tâm dây nhá anh em nhé. Đấy, tâm dây này anh em nhìn rõ chưa? Đấy, đấy, cũng là hồng tâm xanh đỏ anh em nhé. Đấy, hồng tâm xanh đỏ cho anh em bắn ban đêm. Đấy, thì cây này thì bên số đang bán với giá cho anh em là giá 1,2 triệu. Đấy, 1,2 triệu bao ship cho anh em nhé. Đấy, tổng thành cây TK Spotter. Đấy, thông số là 4-16-44, thông số cực kỳ cao để cho anh em. Đấy, thế tổng thể cái này là số bán là 1,2 triệu. Đấy, anh em thích thì em nói thì anh em cứ điện đến trực tiếp vào ba số điện thoại kia, mình sẽ tư vấn trực tiếp cho anh em. Rồi ok, đi đến cây thứ tư. Cây thứ tư là một dòng kính mà cũng là được anh em chơi rất chi là nhiều và anh em ưa chuộng rất chi là nhiều. Dòng này là chống rung chống giật chống nhiệt tâm cho anh em nhé, anh em nhé. Đấy, chống rung chống giật chống nhiệt tâm, nó mang thương hiệu là Maccon anh em nhé. Đấy, đấy, Maccon này. Đấy, và thông số của em nó là thông số Maccon là của em nó là 4-16 nhân 44 anh em nhé. Đấy, dòng Maccon này. Đấy, 4-16 nhân 44. Đấy, con này thì tâm của con Maccon này vẫn là tâm dây anh em nhé. Đấy, vẫn là tâm dây. Đấy, vẫn là tâm dây cho anh em này. Đây, đâu rồi, em chạy đâu rồi. Đấy, đây vẫn là tâm dây, mình bắt một chút nữa để cho anh em nhắm cho dễ. Đấy, em nhìn rõ chưa? Đấy, vẫn là tâm dây em nhé. Đấy, vẫn là tâm dây. Đấy, con này thì chống rung chống giật chống nhảy tâm cho anh em chơi. Đấy, dòng này thì cũng được anh em ở trên thị trường cũng chơi rất chi là nhiều rồi, mà nhất là đặc biệt ở những anh em mà ở khu vực vùng núi cao anh em nhé, vùng núi anh em rất chuộng những cái dòng kính Maccon này. Đấy, kính này cũng là một con kính gọi là kính quốc dân của anh em chơi súng của Việt Nam mình. Đấy, chống rung chống giật chống nhảy tâm cho anh em chơi. Đấy, con này thì với số tăng bán với giá là 1,8 triệu anh em nhé, 1,8 triệu bao ship cho anh em. Đấy, 1,8 triệu, anh em nào có nhu cầu thì anh em cứ alo đến cho bên shop. Đấy, con này thì thân kính phi 30 anh em nhé, để giới thiệu anh em là thân kính của em nó là phi 30. Đấy, cũng có là chỉnh lên xuống này, sang trái sang phải này. Đấy, và zoom. Đấy, em nó zoom tới 16 lần anh em nhìn đây, 16 lần anh em nhé. Đấy, anh em chơi tầm xa thì anh em sẽ zoom lên, dùng con kính mà nó zoom xa thì anh em sẽ chơi được tầm xa hơn anh em nhé. Đấy, 1,800,000 đồng. Đấy, bao ship cho anh em 1,800,000. Một người em kính Maccon rất là đẹp anh em nhé. Đấy. Rồi ok, đi đến cây kính cuối cùng. Đấy, anh em nhìn thấy trước mắt đã biết em gì chưa? Đấy, anh em chắc là nhiều anh em chơi rồi, anh em đã cũng đã biết rồi. Đây là con BSA anh em nhé, TMT anh em nhé. Đây BSA TMT này. Đấy,
chống rung, chống giật, chống nhảy tâm, tâm khắc kính. Đấy, con này thì tâm chấm anh em nhé, tâm con này tâm chấm. Đấy, anh em nào mà chơi những vùng ví dụ như là đồng bằng thì anh em nên chơi con BSA này thì bắn cực kỳ sướng vì tâm nó là tâm mảnh, tâm chấm. Đấy, thì nó vẫn có những cái gì, vẫn là nó có bắt nét này. Đấy, nó chỉnh nét cho anh em này, vẫn là có chỉnh lên xuống này. Đấy, sang trái sang phải này. Đấy, vẫn là zoom. Đấy, con này cũng zoom tới 14 lần anh em nhé, con này zoom tới 14 lần. Đấy. Đấy, con này thì mình sẽ bắt tâm cho anh em, anh em nhìn tâm cho nó ok. Đấy, anh em nhìn xem là nó là tâm dây hay là tâm ấy. Đây mình sẽ để cái mình bắt tâm cho anh em. Đấy, tâm chấm anh em nhé, hơi mở chút. Anh em nhìn rõ chưa? Tâm chấm ở giữa nhá. Đây mình bắt thật nét để cho anh em. Trưa nay cơm cháo không có chén rượu nào, do ra nhiều khi tay run quá. Rồi anh em nhìn rõ chưa? Đấy, tâm chấm ở giữa đúng không? Tâm chấm, tâm số đúng không? Chống rung, chống giật, chống để tâm, tâm các kính. Đấy. Tâm các kính anh em nhé. Đấy. Con này thì bên em đang bán cho anh em với giá là 1.800.000 nhá, bằng con Macon. Đấy, tất cả những dòng kia đều có con ống chống lóa. Anh em nào chơi nếu mà chơi ở thời điểm mà ánh sáng nó bình thường thì anh em không cần ống chống lóa, mà anh em nào mà chơi ở thời điểm mà ánh sáng mạnh thì anh em lắp ống chống lóa vào để cho triệt tiêu ánh sáng anh em nhé. Đấy, đây thân kính vẫn là thân phi 30. Đấy, tổng thể cái kính là rất là đẹp. Đấy. Đấy, thì anh em đặt hàng bên shop thì anh em được quyền đồng kiểm anh em nhé, đồng kiểm này, kiểm tra hàng này. Đấy, đúng sản phẩm. Đấy, đúng sản phẩm mình đặt đúng không, thì anh em có thể là lúc đấy anh em mới phải trả tiền cho shipper. Đấy, bên shop là mua bán và đồng kiểm. Đấy, riêng mỗi về những phụ tùng là bên shop mua bán đồng kiểm để cho anh em. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu những cái dòng kính như nào thì anh em cứ điện vào ba số điện thoại kia, shop sẽ tư vấn cho anh em làm chơi ở trong khu vực mình làm sao cho nó hợp lý nhất, và chơi gần chơi xa làm sao cho hợp lý nhất anh em nhé. Đấy, chứ không phải là chơi ở khu vực nào mình cũng có thể chơi được. Mỗi một dòng kính nó ưu biệt của nó là chơi ở một cái khu vực nó khác nhau. Đấy, đồng bằng khác và khu vực vùng núi nó khác. Đấy, nên phải chia sẻ một chút với anh em thế. Rồi một lần nữa cho shop xin khép lại video đây. Anh em nào xem được video thì cho shop xin nút đăng ký kênh để cho mình có nhiều động lực mình làm những video sau hay nữa. Vâng, xin chào tất cả anh em.